Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, chị sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một căn hộ 3 phòng ngủ 104m2 tại khu Emerald, dự án Sedon City, quận Tân Phú. Bây giờ thì chị sẽ quay một vòng để quý anh chị và các bạn tham quan căn hộ thực tế anh chị đang ở. Đây là bây giờ chị sẽ đi vào bên trong căn hộ này. Thì căn hộ này 104m2, bài trí rất là gọn gàng. Gia đình thì có hai vợ chồng với hai bé đang ở. Đó, đây là theo phong cách là màu tông trầm ấm. Thì gia chủ đã chị bố trí một cái hồ thủy sinh ở đây rất là đẹp. Cũng là nơi để ngăn cái phòng cái cửa vào với lại phòng bếp, khu vực bếp. Đây thì khi mà làm nội thất á, thì anh chị đã đóng gỗ rất là mà kệ bếp, kệ tủ kệ bếp rất là bài bản ha. Đồng bộ này, mình có cả nước rửa tay, bồn rửa. Do là nhà làm để ở nên nội thất á, thì rất là chất lượng. Mặt đá cái này thì lau chùi rất là tiện. Đây là máy rửa chén, bếp nướng, bếp từ Bosch, máy hút mùi hấp lơ, kệ bếp, kệ thông đèn. Bố trí rất là bài bản gọn. Đây là phần sân phơi, thì khi mà mình nấu nướng á, thì mình để cái mình mở cửa sân phơi này ra thì rất là thoáng. Đây, cái khu vực này là khu vực để mình để máy giặt. Ở đây thì cũng có khoảng không nữa, nếu mình bố trí cây cảnh ở đây thì cũng rất là mát. Còn đây anh chị bố trí thêm một cái quầy đảo nữa, bếp đảo. Rất là tiện với nhiều ngăn tủ ha. Mình có thể chứa đồ, chén bát. Căn hộ này rất là bố trí rất là đẹp, dành cho gia đình hai vợ chồng và hai bé. Ngay phòng khách. Đặc biệt với căn 104m2 á, thì phòng khách rất là rộng. Ở đây là cái tông màu gỗ với lại cái bộ sofa, bài trí rất là dễ thương ha. Mình đã cũng có dán tường luôn rồi thì rất nên rất là sạch sẽ. Đặc biệt với trần thì anh chị đã đi trần thạch cao. Hệ thống quạt cũng chất lượng của Panasonic nha các anh chị, rất là đẹp. Đặc biệt của cái căn 104 này thì nó có cái view nhìn bao quát trọn công viên trung tâm 5008. Đây, từ đây thì mình có thể ngắm trọn công viên luôn, rất là đẹp ha. Đó, buổi chiều yên bình, rất là yên tĩnh. Cái căn này do là nó là vị trí căn gốc nên nó rất là thoáng và lấy gió được từ hai bên luôn. Zoom ra xa kia là mình sẽ thấy được cái vị trí hồ bơi, bơi và cái clubhouse. Xa nữa là mình sẽ thấy cổng chính, cổng vào á. Căn đẹp, rất là mát. Ở đây do mình cũng có một cái bàn nè để kê ra ngồi đây về
nghỉ ngơi, đọc sách, thư giãn rất là ok ha anh chị các bạn. Những cái bức tranh nhẹ nhẹ, bài trí rất là nhẹ nhàng, cùng cái vật dụng trang trí nhỏ gọn. Đặc biệt của căn hộ này á là ở còn phía bên này của mình đó là bộ bàn ăn, nó bố trí một bộ bàn ăn thì gần với tủ lạnh, cái tủ lạnh cũng to để tủ lạnh bên đây, lấy đồ cũng rất là tiện. Đây thì mình sẽ có một cái ống đèn, phần kín thì nó sẽ làm cho phòng ăn của mình đó, phòng khách và khu vực bàn ăn nó trở nên rộng hơn, rất là rộng. À, bây giờ chị đang đi vô khu vực của rất là dễ thương luôn. À, cái này bắt đầu đường để mình vào cái khu vực phòng ngủ. Đó, thì trước khi vào khu vực phòng ngủ thì ở đây là mình sẽ có một cái ở dùng chung ha. Hai bên thì bố trí cho nạn gia đình rất là ấm cúng ha. Cái tranh nhỏ rất là dễ thương. Đây là một phòng ngủ nhỏ ha, phòng ngủ nhỏ. Cái đối với phòng ngủ thì mình đã lót gỗ hết rồi, nên mình đây đã được lót gỗ. Đây là phòng của bé trai. À, bên này thì mình cũng có rất là dễ thương ha. Này thì mình sẽ có một cái bàn học cho bé ở đây, bàn học làm việc mà view ngay công viên luôn đó, rất là thoáng. À, đây mở ra cũng là view công viên luôn nha các anh chị và các bạn, đó rất là thoáng đẹp luôn. Bên này thì bàn làm việc ở đây, bàn học bên này thoáng, lúc nào cũng có gió mát. Đây thì mình cũng đã có một cái máy lạnh, mà thường cũng ít dùng vì ở đây nó rất là thoáng khí, mình có thể sử dụng quạt. Mình sẽ đi vào cái phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ nhỏ thứ hai. Đây là phòng của bé gái. À, phòng này do của con gái nè, đó thấy dễ thương không? À, dán tường rất là dễ thương, căn này cực kỳ mát luôn, rất là thoáng. Rất là sáng, thoáng và sáng. Bây giờ là khoảng tầm gần 5 giờ chiều nhưng mà không có cần phải dùng đèn. À, không không bật đèn ha. Hệ thống cửa mở rất là rộng, thoáng gió. Màu hồng rất là dễ thương. Và đây là cái bàn học cũng rất là sáng thoáng, bố trí rất là hợp lý. Sàn phòng ngủ đã được lắp gỗ hết rồi. Đây là phòng master. Master cũng là ở đây mà có một cái bay window. À, đây công viên. Rất là đẹp. Do nó là căn góc, lúc nào cũng đi đâu cũng sẽ thấy view công viên. Ở bên phía kia thì là đang có một cái chòi BBQ, tổ chức tiệc gia đình, có thể mình tổ chức sinh nhật hoặc là tất niên, cái tiệc cuối năm. À, có thể đặt tiệc với ban quản lý để mình order một cái tiệc rất là dễ thương ngay ở trung tâm của công viên của Emerald, dãy Sài Gòn City, quận thành phố ha. À, căn này do là góc nên nó mới có cái phần bay window này rất là thoáng.
Ở đây thì mình đã kê bàn, kê cái toilet dùng chung ha. Đây cái toilet dùng chung. Ê, bên toilet riêng. À, đây là mình sẽ có bố trí toilet ở trong phòng ngủ chính. Và đây là hệ thống tủ. Rất là gọn, đơn giản gọn. Đây à, mình có cả máy lạnh ở đây. Và vậy là Chi đã giới thiệu xong quý anh chị và các bạn một căn hộ 3 phòng ngủ 104 m². Thì đây là một căn hộ ở Block C, khu Emerald, dự án Sedong City, quận Tân Phú. Thì nếu mà anh chị và các bạn quan tâm, muốn xem thực tế căn hộ này thì hãy liên hệ với Chi theo số điện thoại 0902 611 882 nha. Xin chào quý anh chị và các bạn.